Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình có về trên tay được một chiếc đồng hồ đến từ một thương hiệu mà thuộc Ultra Luxury Class, tức là còn trên cả những thương hiệu Patek Philippe hoặc là các cái thương hiệu kia. Thì nói đến Ultra Luxury thì nó cũng có rất là nhiều những cái thương hiệu lớn, và những thương hiệu này đa phần là làm thủ công truyền thống và được sản xuất một năm với số lượng rất là ít. Chiếc đồng hồ ở đây mình muốn nói đến đó là một chiếc Bove. Và chiếc Bove này thì có lịch sử lâu đời từ 1822. Mình sẽ cùng lên tay cho anh em xem. Quả thiết kế của dòng đồng hồ Bove này thì phải nói là nó rất là vương giả. Vì bản chất của nó các bạn có thể thấy là toàn là vương giả châu Âu hồi trước sử dụng thôi. Thì cái dòng sản phẩm này nó là có cái thiết kế đặc trưng của dòng Amadeo Fleurier. Dòng này của chúng ta thì sẽ có cái thiết kế vừa là đồng hồ đeo tay truyền thống mà lại vừa là đồng hồ pocket watch. Đó. À, các bạn có thể thấy là khi mình để ra ở trong cái travel case này thì thực sự là cái màu vàng của nó rất là sáng và bắt mắt. Cộng với việc là mặt số màu đen càng làm nổi bật những chi tiết trên mặt số của chúng ta. Mình sẽ cùng trên tay chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này là mình mua được lại của một vị khách và nó chỉ còn đồng hồ thôi các bạn nhé. Và sổ thẻ thì không có. Vì bản chất là anh khách anh ấy cũng nói là chiếc này anh mua cũng đã một thời gian rồi, khoảng 4-5 năm gì đó. Thì bảo hành bảo họ của hãng thì cũng đã hết rồi, cho nên là cái đợt dọn nhà anh ấy cũng không giữ lại làm gì, chật. Đó là suy nghĩ của những người mà họ đã có tiền bỏ tiền ra để mua chiếc đồng này, và họ nghĩ là họ sẽ đeo lâu dài. Tuy nhiên vào một thời gian thì khi mà chúng ta không không đeo nhiều nữa thì lúc đó là anh muốn bán đi để cho nó đỡ chi phí. Thì chiếc đồng hồ này của chúng ta thì là một chiếc rất là đẹp, có thiết kế gọi là dùng cái từ là vương giả và khá là vương quyền. Chiếc này thì toàn bộ phần thân được làm từ vàng 18K AU750 và size của nó là size 43 mm các bạn nhé. Tuy nhiên dòng Bove này thì nó không hề có lắc, cho nên các bạn có thể thấy với 43 mm thì chúng ta đeo nó sẽ cụp xuống như này rồi. Nên các bạn đeo thì nó sẽ tương đương với size 41, 42 của thương hiệu khác thôi. Rất là dễ đeo, không có gì khó đeo cả. Đó. Dễ đeo, tuy nhiên đeo chiếc đồng hồ Bove để sang và đẹp thì nó lại là vấn đề khác. Thì với cái đồng hồ Bove này thì anh em nên chơi những cái áo sơ mi mà có cufflink. Đó, thì chúng ta đeo thì nó sẽ không bị to và chúng ta đeo sẽ rất là đẹp. Chiếc đồng hồ này thì có mặt dial là men nung màu đen, và trên đó thì chúng ta sẽ có các chi tiết là kim và cọc số được làm bằng vàng hồng nổi bật. Ở góc 3 giờ này chúng ta sẽ có đó là một cái kim power reserve, còn ở góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có đó là kim dây small second, logo Bove 1822 được đặt ở góc 12 giờ. Ngay dưới đó là dòng chữ Fleurier là tên dòng của chiếc này. Bộ kim của chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có hai cái kim của chúng ta được làm theo dạng là serpent, tức là kim dạng giống như con rắn vậy. Rất là đẹp, và đầu hai cái kim của chúng ta thì sẽ có cái đầu lớn hơn để chỉ giờ. Kim phút thì dài hơn và kéo dài ra đến tận cái phòng minus chuck ở phía ngoài. Chúng ta sẽ có 12 cọc số được làm từ vàng khối và được đính thẳng trực tiếp trên mặt dial. Cọc số này là cọc số La Mã các bạn nhé. Ở dưới đây thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có dòng chữ là Swiss Handcrafted. Trước đây thì chúng ta sẽ thấy những dòng chữ như là Swiss Made. Đó, tuy nhiên với Swiss Handcrafted thì nó là một đẳng cấp khác, nó là vừa sản xuất và vừa lắp ráp thủ công tất cả các thứ bằng tay tại Thụy Sĩ, cho nên là nó rất là đặc biệt và nó rất là đắt tiền. Mặt số của chúng ta là mặt số men nung, các bạn có thể thấy khi mình cho cái ánh sáng của bóng đèn ở phía trên phản chiếu lại thì các bạn nhìn rìa bóng đèn thì chúng ta sẽ thấy là men nung tự nhiên bao giờ nó cũng sẽ có những cái vân rất là lạ. Chúng ta nhìn xa thì chúng ta không thấy, tuy nhiên khi có ánh đèn vào thì chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Đó. Về độ dày thì chiếc đồng hồ này là cũng có cái độ dày cũng khá lớn, độ dày của chiếc này vào khoảng tầm 13.5 mm, và chiếc đồng hồ này thực sự là nếu mà để đeo đẹp thì tay anh em lên khoảng tầm 17 cm thì chúng ta đeo sẽ đẹp anh em nhé. Đó. Điểm đặc biệt trên chiếc đồng hồ này đó là chúng ta sẽ có một cái thiết kế khá là lạ, nó vừa giống như đồng hồ đeo tay truyền thống, nó lại vừa giống cái đồng hồ quả quýt hay còn gọi là pocket watch ngày xưa. Và thực sự là chiếc này nếu mà full box thì chúng ta cũng có thể làm được như vậy. Đó. Các bạn có thể thấy ở trên chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có 5 viên sapphire cabochon châu. Ở dưới này, hai cạnh lắc dưới này chúng ta sẽ có hai viên sapphire ở đây. Màu xanh rất là đẹp. Phía trên này chúng ta thì sẽ có cũng có hai viên sapphire ở tai này, và chúng ta sẽ có ở đây, đó là một viên sapphire ở núm nữa.
Thì với cái viên sapphire ở trên này, chúng ta sẽ ấn vào đây và chúng ta sẽ rút cái dây này ra. Đó. Thì Bove có bán kèm một sợi xích, các bạn có thể mua thêm sợi xích. Thì với sợi xích đó chúng ta treo thì nó sẽ thành là một cái đồng hồ pocket watch. Còn ở dưới cái phần này, để mà chúng ta tháo cái dây này ra thì chúng ta sẽ sử dụng cái cơ cấu đặc biệt của Bove. Đó, các bạn ấn vào đây, các bạn mở cái đáy ra. Và khi mở cái đáy này ra, chúng ta sẽ rút được cái dây ra các bạn nhé. Đó. Và khi đóng lại thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ đóng lại như này. Ở đây hoàn toàn là một chiếc đồng hồ quả quýt ở trên tay. Và đó là lý do tại sao mà Bove làm size 43mm, để khi làm đồng hồ quả quýt thì chúng ta vẫn có đủ cái độ lớn để chúng ta có thể nhìn thấy. Và các bạn cũng có thể là để ở trên bàn cái mẫu sản phẩm này, khi mà chúng ta có một cái đáy như này. Đó. Và các bạn để như này, nó sẽ rất là đẹp. Đó. Các bạn có thể thấy rất là sang trọng và đẹp. Chúng ta ngồi và làm việc với đối tác và chúng ta để cái đồng hồ như vậy, chúng ta vừa có thể xem giờ, rất là lịch sự và rất là sang trọng. Đó. Các bạn lưu ý là khi mà chúng ta gắn cái này vào nhé, các bạn sẽ để phần dây có cái mặt chữ ở phía dưới, chúng ta đút vào. Và khi mà chúng ta đóng vào thì các bạn nhớ là phải nghe tiếng cạch nhé. Đó. Thì nó mới chắc được. Đó. Đó. Cái phần đáy này thì nó chỉ làm nhiệm vụ là để một cái bệ đỡ như vậy thôi. Còn về bộ máy thì chúng ta vẫn thấy sâu được ở đây. Mình sẽ đóng cái dây này lại và sau đó thì mình sẽ sâu cho anh em, review cho anh em về bộ máy. Các bạn lưu ý khi mà chúng ta ấn xuống nhé, chúng ta sẽ ấn đều hai bên này. Và chúng ta nên kiểm tra trước sau khi chúng ta đeo. Đó. Về bộ máy của chiếc này thì chiếc này sử dụng bộ máy in-house movement của Bove. Đó là bộ máy Bove 11BA12. Đây, các bạn có thể thấy là bộ máy được hoàn thiện rất là đẹp. Chúng ta sẽ có một cái củ văng bằng vàng 22K. Củ văng này thì sử dụng cái hoa văn họa tiết được Bove đăng ký độc quyền. Và Bove gọi đó là fluorescent, fluorescent. Đó, với fluorescent thì nó được nối từ cái fluorescent. Và các bạn có thể thấy ngay là cái họa tiết này rất là đẹp. Chúng ta sẽ có logo Bove 1822 và ngay phía trên là chúng ta sẽ có một cái dấu là 22K. Để nói cái này sử dụng vàng 22K. Bộ máy này thì của chúng ta thì sẽ được sẽ có tổng cộng là 31 chân kính, có tần số 4 Hz 28.800 và các bạn sẽ có là 72 giờ tích cót các bạn nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có thông số cũng như là ở đây là 31 chân kính này được ghi rõ ở đây. Ở đây là một cái logo hoa của Bove. Đây các bạn có thể thấy logo này xuất hiện ở mọi nơi. Đó chính là cái logo này các bạn ạ. Ở cái núm này của chúng ta cũng có cái hình hoa như vậy, rất là đẹp. Phần núm này làm thực sự là rất là vương quyền và đẹp. Đây các bạn có thể nhìn thấy ở phần này. Nó lại được làm từ viên sapphire màu xanh nữa cho nên rất tuyệt vời. Một chiếc đồng hồ như này thì dĩ nhiên là cái khóa của nó đi kèm cũng là khóa vàng rồi. Chúng ta sẽ có logo Bove và triện vàng ở dưới. Còn triện vàng ở trên thân thì các bạn sẽ mở nắp này ra và chúng ta sẽ thấy nó ở trong các bạn nhé. Chiếc đồng hồ này thì nó là một dòng ultra luxury cho nên dĩ nhiên cái giá retail của nó cũng cao. Và giá retail của chiếc này là 43.900 đô la Mỹ. Là tương đương khoảng tầm 1 tỷ mốt. Đó, còn một chiếc qua sử dụng ngày hiện tại thì các bạn sẽ chỉ cần bỏ ra với mức giá khá hợp lý để chúng ta sở hữu. Như chiếc này thì bên mình đang giao lưu với anh em với mức giá là 338 triệu anh em nhé. Và sẽ có gia lộc cho anh em nếu như anh em mua. Đó, thì chúng ta lên tay chiếc này thì nó sẽ rất đẹp như vậy. Các bạn có thể thấy là mình lên tay sẽ rất là đơn giản và dễ dàng. Chiếc đồng hồ này chỉ cần đặt tay anh em khoảng 17cm thôi là chúng ta đeo là ok rồi. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video và sẽ hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.